Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trang cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Đầu Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của em Kha, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai chủ yếu là siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn với lại bạch mai Tăng Tăng, một số cây cúc họ Hương hàng già mùa nữa nha cô chú anh chị. Dạ, em mong cô chú mình yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ vườn ạ. Em xin phép clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Hà, chị xin chào em coi. Dạ, em chào chị, em chào cô chú chị tên kênh ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước. Số điện thoại của em là 0393843842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi, em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 76B, một cây cúc thọ hương già mùa. Dáng là siêu siêu mà thân ngắt luôn hết cô chú anh chị. Đầu hoành là chỗ vị trí này là 22. Chiều cao là 90. Tán ngang 90 luôn. Cái này đấy quái của chính trị. Dạ, mã số 76B, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 1.300.000 em bao ship. Đế lực lắm cô chú anh chị ha. Em sẽ không ship chậu nha cô chú anh chị. Cây già mùa. Thân thì dặn lắc nha cô chú anh chị ha. Mấy cây này nó bo ghép nó cỡ bạn nó út hết trơn rồi cô chú anh chị. Dạ. Dạ, mã số 77B. 77B cũng là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Dạ. Lô này em mới sửa xong cô chú anh chị. Hàng mới cáo luôn. Dạ, hoành cho di tí này là 25. Chiều cao là 72. Tán ngang là 88. Và mã số 77B, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 1.100.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ, 1.100.000 nha cô chú anh chị. Em này thân dặn lắc luôn nha. Dạ, mã số. Mã số tiếp theo là mã số 78B. Phơm cao dáng trật luôn cô chú anh chị ha. Cái lô cúc thọ hương này em cũng còn có chừng hơn 20 cây rồi cô chú anh chị. Quả chú gì tí này là 33. Dạ. Cái củ đế đặt này là 50. Chiều cao là 1m26. Tán ngang 1m. Dạ, mã số 78B, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 2.900.000 em bao ship. Cây này xin nếu ship xa em sẽ không ship chậu cô chú anh chị. Dạ. 2.900.000. Cây này đế cũng khá là đều nha cô chú anh chị nha. Cây thì không dán cực luôn á cô chú. Cây này là bao cô chú anh chị, không có bị lỗ gì hết tân cô chú anh chị. Cây này là hai da nè. Bao cô chú anh chị luôn, ở trong nó xanh lè. Không có bị gì hết. Bao cô chú anh chị luôn. Dạ, 79B. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 79B. Chọc ghép bằng ngón cái luôn nha. Một cây cúc thọ hương của chú chị. Dạ, hoành là 22 yếu. Dạ. Chiều cao 70. Tán ngang là 65. Dạ, mã số 79B, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 850.000 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Hàng già mùa trơn rồi cô chú anh chị nha. Thân lắc đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 80. Dạ, mã số tiếp theo mã số 80. B. 80B. 80B là một cây cúc thọ hương. Dạ, hoành là 23. Chiều cao là 84. Tán ngang 84 luôn. Dạ, mã số 80B, một cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 1.100.000 em bao ship. Dạ, em sẽ không ship chậu. Cây này thân rách mà đều tàn luôn cô chú anh chị ha. Hàng già mùa nha cô chú anh chị. Đây. Mã số 81B. Dạ, mã số tiếp theo mã số 81B. Cây này nhỏ gọn dễ chơi nha cô chú anh chị.
Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Củ đế như vậy nè. Chỗ vị trí này là 18. Củ đế này là 26. Chiều cao 60. Tán ngang 60 luôn. Và mã số 81B, một cây cúc hoa hương này em xin giao lưu là 350 em bao ship. Dạ. Khi ship em sẽ về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. 82. 82B nha cô chú. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 82B cô chú anh chị. Cái này bo nó già, bo già cơ hết trơn hết cô chú. Một cây siêu bông bình lợi. Mấy cái chi này rớt cắt bỏ luôn cô chú anh chị. Hoành là 21. Chiều cao là 81. Tán ngang là 65. Mấy cây nào chưa ship thì ố chưa vô dây, khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hết cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị yên tâm. Dạ, mã số 82B, một cây siêu bông bình lợi. Ê, này em xin giao lưu là 1.1 triệu em bao ship. Cái này già cơ rồi nha cô chú ha. Dạ, 83. B. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 83B. Em này cũng già cơ và thân lắc luôn hết cô chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 23. Chiều cao 66. Tán ngang 70. Dạ, mã số 83B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.1 triệu cái bao ship. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ, mã số 84. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 84B. Một cây siêu bông bình lợi luôn. Hoành là 24. Chiều cao là 63. Tán ngang 50. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ, mã số 84B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship. Dạ. Tặng chậu. 900 nha cô chú anh chị. 85B. Dạ, mã số thứ hai, mã số 85B. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 22. Chiều cao 66. Tán ngang 60. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 85B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.1 triệu em bao ship. Tặng chậu. Dạ, 1.1 triệu nha cô chú anh chị ha. Dạ, 86B. Dạ, mã số thứ hai, mã số 86B. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 21. Chiều cao là 60. Tán ngang 60 luôn. Khi ship em siêu dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 86B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.1 triệu em bao ship. Dạ. Tặng chậu. Dạ, mã số 86, 87. Dạ, mã số thứ hai, mã số 87B. 87B là một cây siêu bông bình lợi. Hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Nó già cơ trời nha cô chú nha. Cái này nở củ đế luôn à. Hoành là 26. Chiều cao là 66. Tán ngang là 66 luôn. Và mã số 87B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.5 triệu em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Củ đế nở luôn. Củ đế quá tí bự của chú anh chị. Bự. Dạ. 88B. 88B. 88B là một cây siêu bông bình lợi. Quá tí cái tạng của chú anh chị. Hoành là 19. Chiều cao là 56. Tán ngang là 65. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 88B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship. Em sẽ không ship chậu.
chứ anh chị ha. Dạ rồi. Dạ mã trước. Ủa, tiếp theo là mã số 89B. Một cây xi bông bình lợi. Hoành là 21. Cái này cũng cũ khá nha cô chú. Chiều cao là 72. Tán ngang 66. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và mã số 89B. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 em bao ship. Dạ. Tặng chậu. Cái mã số 90. Dạ mã số tiếp theo là mã số 90B. Cái này cái dáng nó hơi siêu siêu xíu đó, cô chú anh chị. Nó ghép bự chản luôn cô chú. 90B một cây siêu bông bình lợi. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Giá hoành là 28. Cái củ đế toàn này là 63. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 79. Và mã số 90B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 2.600.000 em bao ship. Dạ 2.600.000. Qua thấy cái củ đế của chú anh chị. Dạ 91B. Dạ mã số tiếp theo là mã số 91B. Cái này cũng tàn ấm tàn luôn ha cô chú anh chị. Có cái gọn lắc. 91B là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 24. Dạ nguyên bể đế luôn ha cô chú anh chị. Chiều cao là 65. Tán ngang là 70. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Và mã số 91B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.500.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ. Mã số 92B. Dạ mã số tiếp theo là mã số 92B. Cái này lùng lực lắm cô chú anh chị ha. À, mình ghép cũng được 3 chậu ghép siêu bông bình lợi nha cô chú. 92B là một cây siêu bông bình lợi ghép được 3 bò. Khi ship em siêu dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Hoành là 23. Cái củ đế đặt này là 43. Chiều cao là 63. Tán ngang là 50. Và mã số 92B. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 600 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ 600.000 nha cô chú anh chị, mã số 92B. Dạ mã số 93. 93B. 93B là một cây siêu bông bình lợi sát lớn cô chú anh chị, hàng đông mùa. Hoành chảo di tí này là 28. Dạ đế nôm nôm luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Tán ngang 70 luôn. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Và mã số 93B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship. Tặng chậu. Ghép được 4 bo nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ mã số tiếp theo là mã số 94B. Dạ. 94B là một cây siêu bông bình lợi. Dạ ghép được 4 bo nha cô chú. Củ đấy nở luôn à. Khi ship em sẽ đưa dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Và chữ tí này 24. Chiều cao là 55. Tán ngang là 50. Và mã số 94B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.100.000 em bao ship. Tặng chậu. Dạ. Mã số 95. Và mã số tiếp theo là mã số 95B. 95B là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 26. Chiều cao là 63. Tán ngang là 50. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị gì. Ghép lại 2 bo của chú anh chị. Dạ mã số 95B. Một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship. Tặng chậu.
Dạ. Dạ. Mã số 96B nha cô. Dạ, mã chết tiếp theo, mã số 96B của chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi. Dạ, đây là cái tàn cũng lùm lùm luôn nè cô chú anh chị. Có đi cây đọt mà bỏ nắp lá luôn nha cô chú ha. Dạ, hoành chú gì tí này là 30 đúng của chú anh chị. Dạ, cũng thế cho bá luôn ha. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Này em mới chữa sơ sơ một nước à. Chiều cao là 75. Tán ngang là 95. Dạ, mã số 26B. 96. Ờ, 96B của chú anh chị. 96B. 96B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4.200.000 em bao ship. Dạ. Tặng chậu. Dạ, cái phôi không thì cốt cành đều cô chú anh chị mà nguyên một bể đéo nở luôn nha cô chú ha. Dạ, mã số 97. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 97B. Một cây siêu bông bình lợi. Cái hoành chú chi tí này là 33. Hoành này chú tí này cũng 33. Cái củ đế là 50. Cái này sát lớn một cây nha cô chú anh chị, cái củ cho bá luôn nha. Chiều cao là 75. Tán ngang là 90. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn lại cho cô chú anh chị ạ. Dạ, mã số 97B. 97B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 5.200.000 em bao ship. Cái này mình ghép quá trời bo luôn, đều tạng hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cái thôi không là nó lực cây lắm nha cô chú anh chị. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 98B. Cây này cũng lùng lực mà thả tàn dài đó cô chú anh chị. Nó ra cơi đều mọi hết lá luôn á cô chú. 98B là một cây siêu bông bình lợi. Còn chỗ di tí này là 31. Cái củ đế đặc này là 58. Chiều cao là 70. Tán ngang là 1m. Khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị. Dạ, mã số 98B một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4.200.000 luôn. Dạ, em bao ship. 4.200.000 em bao ship của chú anh chị. Cây lùng lực theo cô chú anh chị. Tay cành đều luôn. Dạ. Dạ, mã số 99B. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 99B. Cây tàn dài thuộc lượt luôn hết cô chú anh chị. 99B là một cây siêu bông bình lợi. Cây này chỉ có bị lủng cái lỗ nhỏ xíu đây nè cô chú anh chị. Ngón tay em vô là bách tới cô chú anh chị. Dạ. Có nghe chịu với chú cái trơn có hai giò luôn cô chú anh chị. Cây này lai thấu. Dạ, hoành chỗ di tí này là 31. Cây này vô cho năm của chính chị. Chiều cao 80. Tá ngang 1m. Dạ, mã số 99B. Một cây siêu bông bình lợi này em xin vô luôn là 4.500.000 em bao ship. Dạ, cái tàn thôi là nhìn mê rồi cô chú anh chị ha. Cái này lai thú của chú anh chị, lai thú có hai giò luôn. Cái này ghép được 11 bo nhưng mà tàn ấm tàn nha cô chú anh chị. Dạ. Khoan bây giờ kéo ghế xuống B. Dạ, mã số 100B. Mã số 100B cũng là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Chào hoành là 28. Chiều cao là 55.
Tá ngang là 66. Và mã số 3, mã số 100B. 100B một cây siêu bông mình lợi này em xin cho luôn là 3,5 triệu em bao ship. Cây này lọt lòng cho 4,5 của chính chị, đế đẹp luôn của chính chị. Và mã số 100B cũng là mã số cuối clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha.